Hồng xin chào tái ngộ đến tất cả quý vị đang xem cái show Lửa Hồng. Lời đầu tiên xin phép quý vị cho Xuân Hồng cảm ơn quý vị nhiều lắm đã ủng hộ cái show Lửa Hồng. Quý vị email cho Xuân Hồng thiệt là nhiều rồi, khen ngợi Xuân Hồng, rồi gọi điện lên đài truyền hình, rồi khen khuyến khích phải chiếu thêm nhiều cái show Lửa Hồng nữa. Xuân Hồng thật là xúc động và cảm ơn quý vị nhiều lắm. Và hôm nay để tỏ lòng biết ơn đến quý vị, Xuân Hồng sẽ tặng quý vị một món ăn. Món này món bánh ngọt quý vị. Xuân Hồng nhận được rất là nhiều email yêu cầu, mà cái món bánh này Xuân Hồng cũng làm rất nhiều lần rồi. Đó là món bánh su kem. Xin mời quý vị vào bếp. Quý vị thân mến, cái món bánh su kem Xuân Hồng nhận được nhiều email quý vị hỏi Xuân Hồng là tại sao quý vị nướng bánh su kem này lúc thì thành công, lúc thì không. Lúc thì ở trong lò bánh su kem nổi to lắm, nhưng mà khi đem ra khỏi lò thì bánh su kem bị xẹp xuống. Thì hôm nay Xuân Hồng cũng như mọi cái bánh ngọt khác mà quý vị đã thành công với những cái món ăn của Xuân Hồng trên cái show Lửa Hồng, Xuân Hồng sẽ cho quý vị cái cương lượng thiệt là rõ ràng, mà Xuân Hồng tin chắc là quý vị sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên. Và cái khâu nướng bánh rất là quan trọng quý vị. Cái bánh su kem này nhiệt độ bao nhiêu, trong bao lâu, quý vị phải theo exactly như vậy thì khi cái bánh ra nó mới không có bị xẹp, mà nó ngon, nó thơm, nó không có hôi mùi trứng. Đặc biệt là cái kem phía trong đó, nó mềm mại, ăn nó tan vào trong miệng. Đó là bánh su kem vanilla ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm bánh su kem quý vị ha. Thì đây là một cốc nước lạnh, một cây bơ, tức là một hộp bơ nó có 4 cây, chúng ta lấy một cây thôi. Để Xuân Hồng coi trọng lượng chính xác là bao nhiêu nha. Là nửa cốc bơ quý vị. Một cây này có trọng lượng là nửa cốc. Mà nói chung là quý vị dễ hiểu là một hộp bơ có 4 cây, chúng ta lấy một cây bơ. Thì đây là một cốc nước lạnh. Và đây là 4 trái trứng gà và chút xíu muối, với lại một cốc bột all purpose flour là bột này đây. Thì đây là chúng ta đang làm cái phần vỏ bánh trước tiên. Tại bánh su kem có hai phần phải không nè, vỏ bánh và nhân bánh. Thì đầu tiên chúng ta làm vỏ bánh. Trước khi bắt tay vào nướng bánh, quý vị vặn cái lò lên cho Xuân Hồng 400 độ nha. 400 độ. Bây giờ cho cái lò bên kia nó nóng 400 độ đi, đừng có lo gì hết trơn á, cho nó 400 độ bên kia đi nha. Rồi sau khi quý vị turn on cái oven 400 độ rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm nè. Bây giờ đây là cái nồi nha, Xuân Hồng bỏ cái nồi ra một bên. Quý vị cho một cốc nước lạnh vô. Rồi, quý vị cho chút xíu muối vô. Nếu như quý vị dùng bơ không có muối, còn nếu dùng bơ có muối thì đừng cho muối vào, nó sẽ mặn lắm nha. Còn nếu Xuân Hồng hôm nay dùng bơ không có muối, cho nên Xuân Hồng cho 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi, bây giờ là Xuân Hồng cho bơ vô. Thì bơ quý vị cắt nhỏ ra cho nó mau tan, phải không nè, để nguyên cây thì lâu tan lắm. Cắt bơ nhỏ ra một chút xíu, cắt là 4/5 gì đó. Rồi, bây giờ bơ Xuân Hồng cũng nó mềm mềm rồi, nhưng mà Xuân Hồng cho nó mau tan, mình cắt làm 4. Rồi, một cây bơ quý vị cho vô luôn nha. Rồi, bước kế tiếp là Xuân Hồng cho cái nồi nước, một cốc nước, một cây bơ và chút xíu muối lên bếp. Mà mặn lên. Rồi, khi mà cái nước trong nồi này nè quý vị, nó sôi lên, nó vừa sôi lên và quý vị lấy cái muỗng quý vị đảo đều cho bơ nó tan hết. Bơ sau khi đã tan hết trong cái nước sôi rồi, chúng ta cho một cốc bột mì vào. Quý vị đong một cốc bột như thế này cho Xuân Hồng. Rồi, bây giờ chúng ta chờ cái nồi nước sôi lên, bơ tan đều lên. Khi nước sôi, bơ đã tan, chúng ta tắt lửa. Quý vị nhanh tay cho một cốc bột mì vào. Và chúng ta sẽ đảo đều, lấy cái muỗng gỗ nha. Cái muỗng gỗ Xuân Hồng mới rửa xong. Đây, lấy cái muỗng gỗ, chúng ta đảo đều lên cho khi nào mà bột nó hòa quyện vào cái nước, rồi sau đó nó thành một khối. Chúng ta cho cái khối bột đó vào máy, vào cái máy này. Rồi quý vị sẽ dùng cái này ha, cái này hay đánh trứng á, quý vị sẽ đem qua bên kia quý vị đánh. Cứ khi quý vị đánh vài vòng cho nó bớt nóng đi, chúng ta cho lần lượt 4 cái trứng vào, cho từng cái một 4 cái trứng gà vào, cho nó hòa quyện vào với nhau. Và bước kế tiếp là chúng ta sẽ đi nướng bánh. Và nướng bánh nhiệt độ bao nhiêu, trong bao lâu, sau đó chúng ta hạ lửa xuống bao nhiêu lâu nữa, quý vị nhớ theo dõi cái màn hình của show Lửa Hồng ngày hôm nay. Chúng ta đang làm món bánh su kem ngon lắm. Quý vị thân mến, quý vị nhìn cái nước của Xuân Hồng này, cái nước có bơ, có muối nè. Quý vị nhìn thấy nè, nó sôi đây nè, quý vị thấy không? Thấy nước nó sôi không? Bơ đã tan hết rồi, Xuân Hồng tắt lửa. Cho ngay một cốc bột mì vào. Rồi, bây giờ Xuân Hồng sẽ đảo đều lên. Đó, quý vị nhìn thấy nè. Bột mình từ từ nó chín, nó quý vị nửa sống nửa chín, nó hòa quyện vào một khối như thế này.
quý vị cứ đảo đều như thế này nha. Khi nào mà bột mình nó không còn trắng trắng nữa. Đó, đẹp không quý vị? Rồi khi quý vị thấy bột nó đã hòa quyện lại một khối với nhau và nó tróc ra khỏi cái thành nồi đó, chúng ta sẽ cho ngay cái khối bột này vào máy nha. Đây, cái máy của Xuân Hồng đây. Rồi, Xuân Hồng cho hết cái bột này vào máy nè. Rồi, bây giờ không còn chần chừ gì hết, Xuân Hồng đem cái khối bột này qua bên kia và bốn cái trứng gà, Xuân Hồng sẽ đóng từ từ cho quý vị xem nha. Xuân Hồng đang ở cái máy và trong này có cái khối bột và Xuân Hồng mới nhồi trong cái nồi xong, quý vị thấy đó. Bây giờ Xuân Hồng sẽ turn on cái máy lên ở cái tốc độ chậm không quý vị, đừng có nhanh quá nha. Tốc độ chậm là như thế này. Đánh 2-3 vòng, sau đó Xuân Hồng sẽ lần lượt cho từng cái trứng gà. Khi mà cái trứng, một cái trứng của mình nó tan trong bột rồi đó, khoảng chưa tới 1 phút đâu, Xuân Hồng tiếp tục cho cái trứng thứ hai. Đó, các bạn nhìn thấy nè, cái trứng của mình nó tan từ từ và bột nha, nó hòa quyện vào với bột, nó cho cái trứng thứ ba. Rồi Xuân Hồng tiếp tục cho cái trứng cuối cùng là 4 cái trứng. Rồi bây giờ Xuân Hồng turn on cái máy lên chút xíu nha, cho chạy nhanh chút xíu. Wow. Đó quý vị thấy nè. Và chúng ta dùng cái này nè quý vị, để mình vét cái bột nó dính bên thành cái thành tô đó, mình vét cho nó đều rồi mình bấm máy nhanh lên. Rồi bây giờ Xuân Hồng trộn đều lên nha. Rồi bây giờ Xuân Hồng cho cái máy chạy thiệt là nhanh nè. Rồi, xong rồi. Bây giờ quý vị sẽ thấy cái bột của mình á, nó dẻo như thế này nè quý vị. Đó, nó dẻo như thế này là chúng ta đã có cái bột để làm bánh su rồi đó quý vị, bánh su kem nha. Bây giờ không còn chần chừ gì nữa, Xuân Hồng sẽ bắt bánh su kem ra cái khay nướng và chúng ta đi nướng nha. Ok, cùng với Xuân Hồng đi, mình bỏ vào cái bao để mình bắt thành những cái bánh su kem hình con sò. Quý vị thân mến, sau khi bột quý vị đánh giống Xuân Hồng xong ha, quý vị cho vào cái bao bắp bông kem như thế này. Đây là cái đuôi sao lớn quý vị, đuôi sao lớn. Rồi quý vị cho bột vào để chúng ta bắt thành cái hình bánh su kem cho nó đẹp đẹp. Còn nếu như mà quý vị đơn giản như người Mỹ người ta làm á quý vị, người ta chỉ lấy hai cái muỗng, người ta múc từng viên bột vào đây tròn tròn là xong rồi, mình nướng lên cũng có hình dạng tròn tròn đẹp lắm. Còn không, nếu quý vị cũng muốn như vậy nhưng không có cái đuôi sao này, quý vị lấy cái bịch Ziploc á, quý vị cho bột vào, sau đó quý vị cắt một cái lỗ nhỏ ngay chỗ cái góc bồ, cái góc bịch đi, rồi sau đó quý vị cứ nặng như Xuân Hồng thôi nha, dễ lắm, tùy theo. Nhưng mà cái người Mỹ người ta làm đơn giản hơn Việt Nam mình, là người ta lấy cái muỗng người ta múc hình tròn. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ bắt cho quý vị xem. Thì đây là cái mâm nướng, Xuân Hồng lót cái giấy bạc lên để cho hồi nữa mình dùng cái này đi luôn cho nó nhanh, khỏi cái mâm nó khỏi dính. Rồi quý vị nhớ nếu có palm quý vị xịt lên để cho nó khỏi dính, bánh nó khỏi dính xuống. Còn không quý vị chét dầu, xong quý vị cho một lớp bột khô, bột mì đó quý vị, bột khô quý vị cho lên, cho cái bột khô nó mỏng thì mỏng, cho nên quý vị đổ bột dư đi, để khi mà cái bánh mình nướng xong nó lấy rất là dễ dàng ra khỏi mâm. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ bắt nha. Quý vị nhìn thấy nè. Rồi mình để thẳng đứng lên ha, mình nặng ra xong rồi đi trong vòng tròn nè. Đó quý vị. Nhớ để cái này cách xa cái kia thì bánh mình nó sẽ nở đó quý vị. Như thế này đây. To nhỏ tùy theo ý thích của mình nha quý vị ha. Mỗi gia đình có một cái ý thích khác nhau. Nhưng mà hồi là bánh nó sẽ nở rồi đó quý vị. Với liều lượng này quý vị có thể làm thêm một mâm nữa như vậy, tại vì chúng ta không thể nào để sát nhau được. Và bây giờ cái khâu rất là quan trọng là nướng nhiệt độ bao nhiêu. Hồi nãy Xuân Hồng nói quý vị rồi là cái lò mình turn on lên là 400 độ đúng không nè. Bây giờ cái lò mình đang nóng 400 độ. Quý vị đưa cái mâm bánh này vào nướng 10 phút ở 400 độ. Sau khi 400 độ nó đã hết 10 phút rồi, tức là 10 phút sau nó kêu tít tít đó, quý vị sẽ hạ nhiệt độ xuống 350 độ, nướng thêm 30 phút nữa cho Xuân Hồng. Rồi bây giờ Xuân Hồng cho vào lò nướng ở nhiệt độ 400 độ và 10 phút đồng hồ. Và để đi cái khay giữa nha quý vị, ở giữa lò. Bấm 10 phút nè. Quý vị thân mến, trong khi chờ bánh chín, chúng ta sẽ làm phần kem phía bên trong để cho vào bánh đúng không nè. Bánh mà ngon mà không sẹt, mà kem nó không ngon thì cũng không có đi đôi với nhau phải không? Mình bây giờ là mình kêu bằng luôn vươn tới sự hoàn thiện.
bánh ngon rồi, nhân cũng phải ngon rồi mới chịu cơ. Hoàn thiện thì không dám mơ rồi, thánh cũng chưa chắc thì hoàn thiện, muốn chi mình là người trần phải không nè. Nhưng mà mình luôn cố gắng để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Thì hôm nay Xuân Hồng với quý vị sẽ làm bánh su kem, là bánh ngon, cái vỏ bánh cũng ngon, không bị xẹp ra khỏi lò. Giống như Xuân Hồng hồi nãy nó đùa là ăn vô bụng mới xẹp. Còn bây giờ nó đi phần kem chúng ta làm cũng thiệt là ngon không quý vị. Cái kem nó ngon là phải thơm, không hôi mùi trứng mà nó mềm mại. Mặc dù là mình để nó nguội rồi, kem vẫn không có cứng. Nếu mà kem cứng là không ngon, mà lỏng quá cũng không đúng. Phải mềm mại vừa phải. Bây giờ quý vị thử làm kem bánh su theo cái công thức của Xuân Hồng nha. Xuân Hồng sẽ đông 2 cup rưỡi sữa tươi vào trong cái nồi nhỏ này. Rồi Xuân Hồng đông cho quý vị xem luôn đó. 1 cup, 2 cup sữa tươi quý vị nha. Thêm nửa cup nữa nè. Quý vị nhớ mua cái bộ cup này nha quý vị. Nó rẻ tiền lắm mà nó không dùng để mình nấu ăn. Rồi 2 cup rưỡi sữa tươi Xuân Hồng cho vào cái nồi nhỏ. Bây giờ Xuân Hồng cho lên bếp nấu cho nó sôi. Sữa vừa sôi thôi là Xuân Hồng tắt lửa rồi. Trong khi chờ sữa sôi thì Xuân Hồng sẽ cho vào đây là 4 cái lòng đỏ trứng gà ha. 4 cái lòng đỏ nha quý vị, lấy lòng đỏ thôi. Tại kem mình lấy lòng đỏ nó mới ngon, nó mịn. Rồi lấy 4 lòng đỏ ra đây, bỏ lòng trắng đi. 1 cái lòng đỏ nè. Ít, chỗ cái này 2 cái lòng đỏ luôn quý vị, không sao ha. Quý vị thân mến, đây là 4 cái lòng đỏ trứng gà Xuân Hồng mới cho vào cái tô. Bây giờ bước kế tiếp là Xuân Hồng cho 2/3 cup đường cát vào đây. Quý vị đánh lên nha, quý vị với Xuân Hồng đánh lên để cho lòng đỏ mình nó tan. Quý vị cứ tưởng tượng đường cát nó giống như cát vậy đó, nó làm cho lòng đỏ mình nó tan ra nha, nó nát ra. Rồi Xuân Hồng cho vào đây là một gói vanilla sugar. Thực ra nếu mà mình có vanilla pork ấy quý vị, mình cho vào cái sữa tươi cho nó thơm rồi mình làm ngon lắm, nhưng mà thôi, cái này nó dễ kiếm mà nó rẻ tiền ha, cũng ngon lắm. Một gói vanilla sugar cho vào đây luôn, đánh tan lên. Và quý vị biết cái nhân của bánh su kem nó phải sệt sệt đúng không nè, không quá lỏng, không quá đặc mới ngon. Bây giờ Xuân Hồng sẽ dùng 4 muỗng canh bột mì. Cái bột mì mà hồi nãy all purpose flour đó quý vị. Và quý vị đông như thế nào đây? Wow, quý vị nghe gì không? Cái lò Xuân Hồng bây giờ nó kêu là 10 phút rồi. Tức là bánh mình đang đã được 10 phút ở nhiệt độ 400 độ rồi. Bây giờ hạ tôi xuống đi, hạ tôi xuống 350 độ đi. Bây giờ Xuân Hồng hạ xuống nè. Bây giờ Xuân Hồng cho cái nhiệt độ của mình là 30 phút. Và nhiệt độ của mình oven bây giờ là thành 350 độ. Rồi, đó quý vị thấy không? Cái lò của mình sau khi mình nướng 10 phút ở nhiệt độ 400 độ, rồi cái lò nó kêu lên là hạ tôi xuống, hạ nhiệt độ tôi xuống 350 độ. Xuân Hồng đã hạ 350 độ xuống và nướng 30 phút nữa nha quý vị. Tuyệt đối không mở lò ra, 30 phút nữa. Rồi bây giờ là 350 độ, đang ở 30 phút đó nha, mình đang chờ. Trong khi đó mình quay lại mình tiếp tục làm kem. Thì Xuân Hồng nhắc lại 4 cái lòng đỏ trứng gà, 2/3 cup đường cát, 1 gói vanilla sugar. Xuân Hồng cho vào đây đánh tan lên. Để cho cái kem mình nó đặc đặc sệt sệt vừa phải. Với cái liều lượng như thế này Xuân Hồng dùng 4 muỗng canh bột mì. Là Xuân Hồng dùng cái muỗng canh mà mình hay ăn phở đó quý vị, nhà nào cũng có hết nha. Mà khi quý vị đông á, quý vị đông 4 muỗng canh là đông gạt như thế này đây. Lấy cái cán dao á, Xuân Hồng cái lưỡi dao Xuân Hồng đông như này, 4 muỗng canh như thế này nha. Xuân Hồng đông sẵn rồi nè. Rồi 4 muỗng canh bột mì Xuân Hồng cho vào đây luôn. Rồi thêm 2 muỗng canh bột bắp nữa quý vị. Đây là cornstarch. Quý vị dùng 2 muỗng canh nữa. Xuân Hồng đông cho quý vị xem ha. Rồi Xuân Hồng múc cái muỗng canh lên. Rồi Xuân Hồng cũng lấy cái dao Xuân Hồng gạt xuống như thế này đây, để quý vị thấy là mình có 2 muỗng canh như thế này nha. Quý vị múc đầy lên vung là cũng không đúng đâu. Kem mình lúc nó đặc, đừng có đền Xuân Hồng đó nha. Mình phải đông như thế này, đông đúng như vậy đó. Rồi lấy cái muỗng dao ha, cái lưỡi dao, cái sống dao đó gạt xuống. Rồi 2 muỗng canh. Bây giờ Xuân Hồng tiếp tục đánh đều lên cho cái bột mì với bột bắp mình nó hòa quyện vào với cái lòng đỏ. Đó, quý vị thấy không? Rồi bây giờ quý vị nhìn thấy nè, đây là 4 cái lòng đỏ trứng gà, 2/3 cup đường cát,
một gói vanilla sugar với lại 4 muỗng canh bột mì và 2 muỗng canh bột bắp. Mình đánh đều lên như thế này đây. Hồng nhìn qua bên kia coi sữa mình nó sắp sôi chưa. Khi mà 2 cốc rưỡi sữa tươi quý vị nó vừa sôi lên, quý vị tắt lửa. Sau đó quý vị chế cái sữa tươi này từ từ vào cái hỗn hợp trứng này. Rồi sau đó quý vị cho lên bếp khuấy với lại cái lửa thiệt là nhỏ để cho mà cái hỗn hợp trứng mình nó đặc từ từ lại nó thiệt là mịn màng. Trước khi nhắc ra quý vị cho nửa cây bơ vào. Cho nửa cây bơ vào cái hỗn hợp kem của mình đánh đều lên. Thì cái kem của mình lúc đó quý vị thơm ơi là thơm, không nghe mùi trứng gì hết trơn á. Mà cái bơ này này quý vị nó làm cho kem không những thơm đi nữa mà cái kem của mình nó bóng mượt mà nhìn thích lắm. Tí nữa quý vị sẽ thấy Xuân Hồng làm ha. Quý vị thân mến, đây là cái sữa tươi của Xuân Hồng, nó vừa chớm sôi. Xuân Hồng tắt lửa nè. Vào nóng quá, không cần sôi bùng nữa quý vị, nó vừa sôi sôi thôi. Bây giờ Xuân Hồng chế từ từ sữa tươi vào cái hỗn hợp trứng với bột nha. Đó, Xuân Hồng chế từ từ thôi nè quý vị. Đừng có chế nhiều quá, cái trứng của mình sẽ bị bóng cục nha. Đó, một tay chế từ từ, một tay bên kia quý vị đánh như thế này. Khi mà cái trứng nó đã tan tan nhiều chút xíu, quý vị có thể cho thêm, cho nhanh, cho nhiều sữa một chút chút xíu nha. Đó, bây giờ Xuân Hồng cho nhiều chút xíu nè, đó, đánh lên. Rồi, tiếp nha. Rồi, xong. Bây giờ Xuân Hồng lọc qua cái rây, cho vào cái nồi và chúng ta khuấy trên bếp với lửa thiệt là nhỏ đến khi nào cái kem này nó đặc lại, nó sôi sùng sục là chúng ta tắt bếp. Đây là cái rây này quý vị, Xuân Hồng lọc luôn cho quý vị xem nha. Cái này đây. Để cho những cái lợn cợn của trứng quý vị, những khi bột nữa mình chỉ làm để cho nó cái kem mình nó mịn chứ không gì hết trơn á. Rồi, cẩn thận ha. Rồi, không còn chần chừ gì nữa đâu, Xuân Hồng sẽ đem qua cái bếp và khuấy với lửa thiệt là nhỏ. Khi mà kem nó đặc lại rồi, quý vị nhớ cho nửa cây bơ vào. Và chúng ta sẽ khuấy một lần nữa, khuấy nhanh tay nữa để cho bơ nó tan vào trong cái kem. Tắt lửa để thiệt là nguội hoặc là để vào tủ lạnh. Sau đó chúng ta sẽ cho kem vào bánh và quý vị có một món tráng miệng thiệt là tuyệt vời. Giờ Xuân Hồng đi nấu kem nha. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã hoàn tất cái bánh su kem rồi quý vị. Cái vỏ thì Xuân Hồng đã làm xong, quý vị nhìn nè. Wow, những cái bánh mà nó nở to tròn đẹp đẽ như thế này mà Xuân Hồng đem ra nãy giờ mấy tiếng đồng hồ chưa có xẹp nha. Xuân Hồng tin chắc là không có xẹp đâu, nếu như quý vị làm theo công thức của Xuân Hồng, nướng theo cái nhiệt độ và theo cái thời gian nhất định như vậy. Và tuyệt đối quý vị không có mở nắp lò ra xem nha, đừng có tò mò. Chút nữa chắc xong xuôi rồi tò mò xong cũng không muộn. Rồi bây giờ cái kem đó, cái này là cái kem nãy Xuân Hồng với quý vị làm nè, quý vị thấy nè, trời ơi nó ngon không? Creamy như thế này nè quý vị. Nhưng mà nó còn nóng lắm, tại cái kem bánh su là phải mềm mại mà phải lạnh đúng không? Bây giờ Xuân Hồng để qua một bên cho nó nguội. Thì đây là cái kem Xuân Hồng đã làm sẵn rồi, Xuân Hồng để tủ lạnh nè. Quý vị nhìn thấy nè, wow. Nó không quá đặc cũng không quá lỏng nha quý vị, nó phải như vậy đó. Nếu mà lỏng le cũng không đúng, mà đặc quá cũng không đúng. Mà cái này Xuân Hồng đã để tủ lạnh rồi, quý vị nhìn thấy nó creamy như thế này nè. Và cái vị ngọt phải vừa phải nha. Rồi, bây giờ bước kế tiếp là Xuân Hồng sẽ cho kem vào bánh, bày ra dĩa. Mời quý vị dùng thử cái bánh su kem của Xuân Hồng coi sao. Có nhiều quý vị Xuân Hồng biết là lấy chiếc đũa ha, mình đục một cái lỗ như này rồi sau mình bơm kem vào cũng được. Nhưng mà nó cong quá, lâu quá. Xuân Hồng cắt bên hông, mà mình lựa cái chỗ nào mà nó có nứt á, mình cắt bên hông bánh nha. Như thế này cắt một chút xíu thôi. Rồi mình tách nó ra, quý vị thấy trong ruột nó là rỗng như thế này. Rồi lấy kem nha, cho vào đây này quý vị. Trên tay này quý vị lấy cái ngón tay này, quý vị đè cái mặt trên của bánh xuống thì kem mình rút cái muỗng ra nó dễ dàng lắm. Và nhiều ít tùy theo quý vị ha, nó gọn gàng, nó không có tèm lem ra. Đó, quý vị thấy tôi không làm không nè. Rồi, cho vô nha. Rồi, xong rồi quý vị, được một dĩa rồi. Bây giờ Xuân Hồng sẽ lấy trà nóng ra ăn thử rồi nói cho quý vị biết nó ngon như thế nào. Ngọt thì phải uống trà quý vị ha. Không biết ai là người mà nghĩ ra cái chuyện mà ăn bánh ngọt phải uống trà, quý vị nó hợp nhau ghê lắm. Tại vì cái vị ngọt của mình á,
nó gặp cái thơm của trà nó hòa quyện vào với nhau, nó làm cho không ngán mà nó tăng thêm cái mùi vị của bánh ngọt mình. Hồng uống miếng trà. Ngon quá, ăn miếng bánh su kem nha. Thiệt là dễ thương quý vị ha. Ăn thử coi cái kem với cái bánh nó ra sao. Bánh thì không có xẹp rồi đó, bây giờ ăn cho bụng Xuân Hồng nó mới xẹp nè. Giờ ăn thử cái kem coi nó mềm mại, nó vừa vặn như thế nào thôi. Tuyệt vời. Cái kem quý vị tan vào trong miệng á, không nghe mùi trứng thế nào, thơm mùi vanilla. Rồi cái vị ngọt rất là vừa phải, nó cùng với cái vỏ bánh mình hoàn toàn không có đường, quý vị thấy không? Vậy thì cái kem mình, cái vị ngọt vừa phải nó hòa quyện vào với cái vỏ. Thơm ơi là thơm, tuyệt vời, ngon quá, miếng nữa. Ngon quá quý vị. Ngon. Một miếng nước. Wow. Cái bánh này mà quý vị có tiệc tùng quý vị làm á, đãi người thân á, khách của mình sẽ rất là cảm thấy là cái tài khéo léo của quý vị sao mà khéo quá, làm cái bánh su kem sao mà nhìn vừa đẹp vừa ngon như thế này. Thôi bây giờ Xuân Hồng phải chào tạm biệt rồi. Trước khi chào tạm biệt cho Xuân Hồng nói lời cảm ơn quý vị lần nữa nha. Tại có nhiều quý vị ở xa đến, Xuân Hồng xúc động lắm, từ sân bay rồi chạy đến nhà hàng gặp Xuân Hồng. Trong đó có cô cũng tên Hồng luôn, rồi có con gái tên là Hồng Hạnh đi với con rể nữa. Ghé nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng hàng ngày luôn, ở đây San Jose bấy nhiêu ngày là đến nhà hàng Nha Trang cùng với Xuân Hồng. Cô kể thấy thương lắm, cô nói là ngày nào cũng phải 3 giờ sáng cũng phải thức dậy để coi cái show của Xuân Hồng rồi mới đi làm. Quý vị tưởng tượng để đồng hồ canh 3 giờ sáng để coi show của Xuân Hồng thì thấy xúc động quá. Rồi quý vị ở San Jose, ở miền Nam Cali, ở New York, ở Atlanta, tất cả mọi nơi trên cái đất Mỹ này đều ghé qua San Jose đều ghé thăm Xuân Hồng hết. Xuân Hồng thấy là bao nhiêu cái sự cố gắng, cái niềm đam mê vào bếp đều được đền bù xứng đáng hết. Xuân Hồng thấy thật là mình may mắn quá quý vị. Một lần nữa cảm ơn quý vị nhiều lắm nha. Cái bóng bánh su kem Xuân Hồng xin tặng là tất cả quý vị đã yêu thích cái show Lửa Hồng và thương mến Xuân Hồng trong suốt thời gian qua. Và Xuân Hồng hứa là cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng thương yêu của quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày thiệt là vui và bình an bên người thân của mình. Xin chào tạm biệt quý vị.